Sao không ở nhà mà lại... Sao đây?
Các ở nhà thế sao rằng quán cà phê làm gì? Thế á? Sao đấy? Ừ? Sao? Nước quán đấy cho trả tiền chưa? Sao trả tiền nhé? Ừ. Không ở nhà, Vi chạy sang quán cà phê. Hả? Không ở nhà. Nhà mình đóng cửa vào. Cái chỗ bàn nhà đấy. Đi ngồi đây đi. Ngồi đây đi. Đây. Chị đang điều khiển ca không có gì hết. Không phải sợ nhỉ, không phải có ai trong nhà hay gì đâu, chỉ là cái đồ rơi ấy. Chỉ lên trên bến lên nhặt nhỉ. Sợ thế ra là sợ thế, sợ thế nên phải sang quán cà phê. Bà đi, bà đi ở nhà ngoan nha, đi lên nhặt đồ thôi, chỉ cho xem nó trả đồ rơi thôi. Rơi trên này xuống mà. Không phải sợ nhỉ, nó chỉ là cái đồ rơi thôi. Để cất cho kia là không rơi. Phải sợ nữa. Không phải sợ nha. Đồ trên này rơi xuống rồi. Đấy. Không phải sợ nữa nha. Đấy là đồ rơi thôi, không ma quỷ gì đâu. Bé Bi sợ thế á. Bi đi sang quán cà phê cho chị. Chị chủ quán chị ở cùng đỡ sợ à? Đi xuống chị lấy đồ ăn cho ăn nha, mà uống sữa đi. Ăn thêm xíu nữa nha, chị đỡ sợ nha. Không phải sợ đâu. Đi không sợ ăn này. Xuống chị cắt đồ ăn cho ăn. Ngồi đây chị cắt đồ ăn cho ăn. Ngồi đây chơi nhé. Ngồi đi chơi nha. Thank you.
đóng cửa chị? Chị cũng không nhớ. Mấy chưa chị? Chị gọt trước cho đi một miếng. Trời nhỉ? Ừ. Biết rồi. Đi chờ đi. Ừ. Sáng mới đi uống sữa rồi à? Ba cho ăn chưa? Ăn thêm xíu này nhá, cho no nhá. Đây, cắt cả đĩa cho đi. Mỗi sữa thôi mà sao mà no được. Ừ. Này cho Bi chưa? Chưa chưa. Ừ. Đây là gì được. Để Bi đây. Lên đây. Đây là cái này. Chơi Bi đi. Cháu ngon này. Cháu ngọt này.